Xin chào quý thân mến, hiện tại thì em cái đang ở khu của cháu Trả Mồ Cô ạ. Cô bác nhé, mấy hôm nay thì em cái cũng vào đây để cũng ghi hình cái hoàn cảnh của cháu Trả. Nhưng mà hôm tối nay thì em cái muốn vào để ghi hình một cái video, cái clip kiểu như cái cuộc sống hàng ngày của cháu Trả Mồ Cô như thế nào cho cô bác biết. Đôi lúc anh em mình không ở đây thì cháu Trả nó tự ở một mình như thế nào. Hôm nay thì cũng em cái vào đây cũng 6 giờ nhé, 6 giờ tối ạ, trời đang chuẩn bị mưa. Mình muốn quay cái ghi hình được cái đoạn đấy, đôi lúc cháu khó khăn như thế nào. Vì trước kia anh em mình cũng bảo bác cháu Trả ở với bác, nhưng mà cũng nghe bác đôi lúc bác nó chuyện kiểu như là bác không cho ở ấy, thì cháu nó tự ở một mình. Em cái cũng đi vào bên đấy ạ. Bây giờ thì trời đang chuẩn bị mưa, xem là cháu Trả lại đang ở cái túp lều hay là ở nhà bác. Bây giờ trời cũng đang mưa nhá, 6 dứa rồi. Mấy hôm trước em cái có vào thì nghe cháu Trả nó kể ra là đôi lúc bác nó hát hù, nó chửi không cho ở, hoặc là kiểu say rượu về nói nhiều ấy, thì cháu không dám ngủ trên đấy mà cháu sẽ vào ngủ bên trong túp lều. Thì mấy hôm trước em cái cũng có vào thì hỏi bác bảo là cháu Trả hay lúc nào mà có tiền của cô bác thì lúc đó thì bác mới có trách nhiệm để coi như nuôi cháu. Chưa có thì cháu bác đấy cũng kệ, cháu Trả đi đâu thì đi, ở đâu thì cũng được. Bây giờ trời cũng đang mưa, đang ở đi sao? Ôi. Chào cháu, đến này, đang làm gì ấy? Nấu cơm. Đang nấu cơm à? Thế nào? Ủa, bây giờ cũng 6 giờ rồi. Cháu đang nấu cơm à? Ô, nhóm bếp bình thường thôi, tí nữa ai nhá, để củ nó chín sang tí. Ủa. Chắc là cháu cũng tính nghĩ ra là mình sẽ để như thế này nhưng mà cho khô ấy. Nhưng cháu lúc nào nhỏ bếp thì mình phải để củ nó xa một tí nhá. Không may thì nó cháy ra thì cái cháy hết cái tú lều ấy. Đang ở bên trong này cái gì ấy? Xem nào. Ở dưới này đang nấu cái gì ấy? Hắn này quá chị ạ? Chuẩn bị làm canh rau à? Vâng. Thế đi đi lấy rau gì để làm canh? Hả? Mua chị, mua rau chị mua. Mua rau chế đấy. Đi lấy rau lợn đó. Lấy rau lan chứ phải không? Hay là rau gì? Cái lá nào? Cái loại này á? Đây nhá cô bác, cái loại rau này thì trước kia em cái đi vào cái chỗ hai bố con em Di ấy thì vẫn hái cái ngọn này kiểu như vẫn ăn được. Cái chỗ lá này không biết là lá rau gì nhưng mà lợn ăn được, người vẫn ăn được. Mình chỉ hái những ngọn lá non non này thôi. Cái này mình luộc ra, mình chấn ra ấy, chấn múa ra. Do mình không có rau gì ấy thì cứ chấp nhận ăn rau rừng thôi. Đây là thành kiểu như là rau rừng nhá. Mình phải nhặt những cái ngọn được không? Nhặt lấy cái ngọn này à? Để nướng chín không? Để nướng chín. Thế cái nhu yếu phẩm hôm trước ấy thì chú lấy vào ăn hết chưa? Hết rồi. Hết rồi. Bác cũng nhà bác con cái gia đình nhà bác cùng nhọn cùng ăn thì cũng hết à? Vâng. Ủa, thế ạ. Cô bác nhé, cái phần nhu yếu phẩm hôm trước em cái cũng mua vào cá hộp để như đồ ăn nhiều, nhưng mà cháu Trả bảo là ở với nhà bác thì lúc đó mình lấy đồ lên ấy thì bác cũng cùng nhau ăn hết rồi, bây giờ không có thì cũng chấp nhận thì lấy cái rau này ăn. Thế bây giờ không có cái rau bí à? Không có rau bí hoặc là rau cải à? Không có à? Vâng. Thế mình vẫn hái cái ngọn này, hái cái này để đi luộc con xong thì mình cứ ăn thôi hay là vẫn xào hả? Giờ ký là do chè hầu còn chưa thế nào? Muốn hầu xếp. Đây là vì mình không có mới thì cũng luộc qua thôi. Xong thì thế cái chỗ này có đủ ăn không? Đủ à? Đủ ra. Vâng. Một mình thì mình chỉ hái đủ ăn thôi nhỉ? Cái loại rau lá lợ này thì kiểu như mình hái chỉ đủ ăn thôi, nấu nhiều quá kiểu như người ăn một bữa ấy, bữa sau không dám ăn kiểu như nó như thế không ăn được. Thế nhá, tối nay thì em cái vào cũng gần tối rồi, muốn ghi hình cái hoàn cảnh cuộc sống của cháu Trả Mồ Cô, lúc cháu khó khăn như thế nào cho qua biết. Thì em cái lát nữa sẽ hỏi cháu Trả về cái thời gian qua. Lúc bố mẹ mất thì mình đang lơ là đấy, kiểu như bác cũng không thương thì mình sẽ như thế nào. Một thân một mình ấy, tự ở ấy. Bây giờ tuy năm nay cháu cũng 13 tuổi rồi nhưng mà cũng lớn một tí rồi. Em cái cũng muốn hỏi về cái trước kia lúc đã còn nhỏ ấy, đang còn 7-8 tuổi lúc đó thì xem như mình còn chưa biết để nấu cơm này, chưa biết để tìm miếng cơm ăn này, sẽ khó khăn hay vất vả như thế nào ạ. Ở đây là cơm phải không? Vâng. Đang hớp phải không?
nấu cho đủ ăn thôi. Cứ nhỏ bếp xong thì vào đây ngủ đi. Để hơi tối thì em cái cũng sẽ lấy đèn. Cái này cháu mình phải chờ nước sôi xong thì mình mới thả cái rau đấy vào chứ không? Phải chờ nước này sôi xong mới thả rau, nhưng mà tí nữa lá này mình vẫn rửa qua chứ. Lấy mít điện. À đây sôi rồi. Đây có nước không? Lấy mít nước để đi mình rửa ở đây, chai nước này. Rửa qua. Lấy chai nước về để cho xong thì dùng cái chai nước để rửa. Đây, đổ vào đây, đổ vào cái bát con bé này này. Nhưng mà tí nữa vẫn dùng nó làm cái canh để chăm cơ luôn à chà. Vâng. Tí nữa vẫn dùng canh để chăm cơ mà. Đấy, không có mấy cái thau này, chị dùng một cái bát tôn này để vừa múc canh để dùng coi như là rửa qua xong thả vào đấy thôi. Cái này mình thả vào đấy thôi, không phải mày cho kiếm múc hầu đi nhỉ. Đây là luộc nhá các bác ạ. Đây mình luộc xong tí nữa có khi là có mớ mì ăn thì lại xào qua, cho ít mớ xào qua cho mì chính mà múa vào đây. Nếu không ăn như thế này thì có khi là chấm múa thôi. Lấy cái này vào cái nắp đẩy vào đây. Đây cháu vào đưa nhà, cho củ vào đi xong ngủ vào đây. Chú cháu mình nói chuyện tí múa khỏi tài ra học sinh thì nhờ. Mà cho tài mắm mắm mà nhá, chả phải đi cũng như thôi nhá. Đây một cái túc liều cũng rất là nhỏ bé. Cái chỗ này thì em cái cũng hay dặn cháu chả hơi cẩn thận vào. Không biết là có cô bác cũng biết không, mấy hôm trước em Dưa cũng có đi chia sẻ một cái hoàn cảnh bên gần làng của ấy. Đấy là nhà to nhưng mà không biết là có không may ấy, nó có rủi ro gì ấy. Xong rồi trái cả gia đình nhà cửa vật nuôi hết, sợ nhất là xảy ra họa ấy, kiểu như cháy nhà thì cũng không cứu được rồi các bác ạ. Được chưa, cứ nhỏ bếp rồi ngồi đấy. Ôi dồi ôi, thế cho chú hỏ này, mấy cái hôm trước ấy xong à, cái phần nhu yếu phẩm thì lấy về nhà bác thì cả gia đình cùng nhau ăn hết. Ăn hết rồi á? Vâng. À thế bây giờ sao à, tối nay cháu lại vào đây tự nấu cơm đi. Chắc bác chúng chửi à? Hả? Chị lo này chạy là đã thì cho kia lộ mọi đi nào là? Ờ, chị lo khả cháu chạy lo chạy. Hả chăn khả cháu chạy chạy đi nhá. Chắc là nó đi. Đây nhá. Hôm trước thì em Dưa, em cái anh em cũng nói rồi thì chả lại bảo là bác lại à, chắc là bác nghĩ là anh em mình cũng vào đây thì cũng chưa lấy tiền sao đây thì bác lại nó chửi cháu trả ấy. Thì cháu trả lại vào đây để nấu cơm. Lúc mà mình thôi mình xa có cái túc liều thế này tự ở đây cũng ở ăn nấu ăn riêng cho nó thoải mái thôi. Không muốn lên đấy cứ phiền bác, đôi lúc bác rượu chè vào thì hơi khó. Bây giờ chắc em cái thấy đây cháu trả cũng để cái gạo này mình cứ để lấy vào đây phải không? À, để dưới gần dừa. À, tức ở đây không phải dừa nhá cô bác ạ. Kê mấy cái tấm ván đây thôi. Chú túc lều của cháu chả nếu mà lấy cái ví dụ có cái dừa mét 2 vào đấy nó cũng chiến hết rồi. Không thể được vì cái túc lều của cháu chả cũng rất là hẹp. Mấy hôm nay cháu ạ, chú nói cháu này, lúc nào mà trời mưa thì mình có thể nhóm bếp nấu cơm đi. Nếu mà trời nắng thì mình muốn nấu cơm nấu rang ở bên ngoài ấy. Thứ nhất là nấu bên ngoài cho nó không khó lên ấy. Thế là sự thảo ở chăn thuốc mà dục trâu trong mà người thích chỉ phó này. Thế sao đi chờ thích tạo đam gì nhỏ lúc là nằm mà hoạt trâu chơi thích tạo. Xem nào, xô chưa nhỉ? Ừ, được rồi sao ấy. Lấy cái thìa này có thái xong rồi được nhấc xuống. À. Được chưa? Được. Được à? Nhưng mà cái canh này thì nó mình vẫn dùng được không? Vậy. Ừ, thế lấy xuống. Để chú giúp lấy xuống. Lấy cái gì? Lấy cái chỗ đấy. Cái vỏ bắc ngô. Đây là hôm nay em cái cũng muốn để cho như ghi hình một cái video để cho cô bác biết là cái sinh hoạt hàng ngày của cháu chả nó tự làm. Tự nấu nướng nấu cơm ấy, tự ăn. Xem nào cái cơm này chín chưa? Được chưa? Được. Được à? Được. Được thì
cái chỗ này mình có thể xào qua nữa không? Cho nên trong một ký đó là chỉ ghi ở trên nó thế nào? Trên chú chế nè. Ồ, chú chế mình chế đi. Rồi. Múc bớt đi chứ. Đây là dòng hạt nên thôi. Đây cháu cũng đây dòng hạt nên. Có hạt nên, múa hôm trước cũng mua vào. Múa thì chắc đang ở nhà bác ăn ở trên đấy rồi. Thì cháu cũng lấy vào mình trộn với hạt nên. Thế thì lấy vào vào cái chỗ bát đấy thôi. Nhất là múa là chế trộn chế thẳng mà. Này, hay nó chế trộn chế nó nào. Đây, nó nóng. Để chú lấy xuống. Mới chế mới còn chiên chế chế chỏ chói còn chế thì chế nó thế. Đây nha, cô bác ạ. Đây là những cái bữa cơm hàng ngày. Đây là lúc anh em mình chưa vào ấy, thì chắc cháu chả cũng chỉ ăn như thế thôi. Có gì ăn đấy thôi. Đây là cái rau lá rau lợn này, kiểu như cái này là mình lấy cho lợn ăn, chú ý là lợn ăn thôi. Nhưng mà ngừa thì vẫn ăn được. À. Cứ khoái ăn cái này hết xong rồi tí nữa lấy sau à? Thế mình lại cho cái hạt nêm vào đấy không? Muốn chua thì trộn quán gì đấy. Ăn cũng rất đơn giản thôi. Cái hạt nêm này nó chỉ thay mì chín thôi mà. Nhưng mà uế họ còn khá chi lia đấy hả? Mà chiến nó thì chiến xong mỏ chiến nó đấy nè. Lớp mà xi mà nó mỏ. Lấy vào đi, không có chỗ nào không có một cái mâm này, cái chỗ nào ăn cơm toàn là ăn ở cái nồi này, cái thau này thôi, cái bát to này. Đây là cái bữa cơm xem nào. Chín chưa nhá, nấu cơm chín thì mới ăn nhá. Đấy, chín ạ, ngồi đấy, ngồi cứ ăn cơm thôi. Đấy, mình đi. Cái tay hơi đen thì rửa tay không? Có cần nước rửa tay không? Hả? Dù chưa tẩy, dù tẩy đâu. Đó. Đây vì gia đình cháu, tức là cháu không có cái gì thì có một cái chai này, này. Mình rửa tay qua đây. Đi rửa tay xong rồi ăn cơm. Trời cũng đang lại mưa nhá các bác. Ăn cơm xong có khi tối sợ mưa và mưa to vào thì mình thấy đi. Để chú đổ vào đấy. Mình làm cơm, lúc nào ăn cơm thì chuẩn bị ăn cơm hay rửa tay nhá. Rửa tay này xong mấy hôm nay chú cũng lấy có mấy bộ quần áo cô bác gửi đến này, bây giờ mình cứ thay để giặt để tắm rửa không? Chỉ có tắm rửa này. Không thì chắc cháu cũng tự ở như thế lâu rồi, mình sinh hoạt hàng ngày thế nào mình tự biết rồi. Nó mó lắm. Ăn cơm đi. Mời à, định mời chú vào không? Cháu mời chú và các cô bác cùng ăn cơm. Cháu mời các cô bác ăn cơm. Thôi cháu cứ ăn đi nhé. Đây vì không có bát đũa thì cháu cũng ăn thế thôi cô bác ạ. Một cái thìa này, xong một ít canh này, cái rau lá này đây. Cô bác chắc là em cái cũng để ăn một ít thử cái này vẫn ăn được, nhưng mà đây mình dùng tay làm thì cũng tay ăn thôi. Đấy. Không có đũa thì cũng chấp nhận thôi. Thế mình lúc nào có hay thường anh thấy họ hay chấm múa sao mà cháu? Muốn chê muốn chúng chê mà họ trộn lên nó. Chúng chê là hái no nha. Được. Không có rau kiểu như là mình ăn tạm thì ăn được, nhưng mà cái này chỉ ăn một bữa thôi. Bữa thứ hai còn được mà nấu nhiều á kiểu như là không để ăn được bữa thứ hai nhá. Nấu ít thì tính ra mình ăn cũng ngon. Đây chờ chuẩn bị mưa mà tối rồi nhá. Đang có cái con ve đang xuống đây rồi. Tầm 7 giờ ấy. Ê cháu tối nào cũng vẫn chạy vào đây ngủ à? Hai chị mọc hình từ đó nít à? Từ đó nít. Bữa thì trái chị chính thầy. Chính thầy á, bữa cả chính thầy đó. Đây, em khái hỏi cháu chả là biết tối nào bát nó hay nói nhiều ấy thì có chạy vào đây ngủ có sợ không? Thì cháu chả bảo là mình đã ngủ quên rồi không sợ. Tuy mình rất là sợ nhưng mà không có ai thương ấy thì mình cứ tính ra thôi. Miễn là có chỗ nào ngủ để không mưa không rột vào thì được rồi, ngủ quên rồi nhé cô bác ạ. Vì mình đã mồ côi từ nhỏ mà.
Tính ra là nếu mà ví dụ những người có bố mẹ có người nương tượng ấy, thì lúc tối này thì mình một mình mà ngủ như thế này vắng vẻ cũng rất là sợ, mà sợ nhất là nửa đêm cơ. Bây giờ tầm 7-8 giờ thì không vấn đề gì nhé, lúc nửa đêm 12 giờ lúc đó thì sợ là kệ xấu này, hoặc là người ta về làm chuyện xấu cho mình thôi. Còn chuyện về ma miết các kiểu thì làm gì, không có, sợ nhất là kệ trộn rồi. Thế cháu cứ ăn nhá, ăn bình thường. Mình cháu nấu thế này ăn một bữa không hết thì để mai ăn là hay thế nào? Ủa ấy tính nó tà mà, thế thì nó chỉ là chế cắt nổ lời thôi chả? Thường cháu bảo là mình tối nấu thế này ăn không hết thì để mai ăn. Đôi lúc mà buổi sáng sớm mai thì mình không cần phải nấu nữa, không nấu ăn cứ muộn đấy. Thế mấy hôm nay thì bác ruột có ở nhà hay là đi uống rượu, hay đi uống rượu à? Có bên không gì đó, chị hỏi cháu là chị hỏi. Hảo á? Là cái hảo. Mấy tối nay thì cháu chả bảo là bác ruột đang có khách ấy, kiểu như lúc bác làm nhà thì bác cũng hay uống rượu, uống rượu xong thì cũng hay nói nhiều ấy. Cô bác nhé, bây giờ thì cũng tối rồi nhá, thì em quay phim đang bật đèn ấy, nếu mà bây giờ em quay phim tắt đèn thì nó tối u luôn. Tuy ở đây cái túp lều thôi nhưng mà nó cũng tối, rất là tối luôn ạ. Anh em mình bật đèn đang muốn ghi hình để chia sẻ lại cái hoàn cảnh của cháu chả đang cuộc sống hàng ngày như thế nào cho cô bác biết. Một cái mồ cô đang từ rất là nhỏ. Đấy, cháu cứ ăn bình thường thôi, cứ đó thì mình cứ ăn không ngại ngại gì nữa. No cái chỉ no hay đó ngon. No cháu cứ ăn như thế này, thế cái lá này ăn có ngon không? Nó cá chả. Cá. Lá no. Đây nha cô bác ạ, cháu bảo là cũng không ngon mấy, chả qua là thôi mình không có thì cứ ăn tạm thôi. Cái lá này mình ăn một ít để một bữa thôi nhá. Lúc ấy thì em Khánh cũng thử rồi, ăn nhiều bữa thì không ăn được, tuy không có cái gì ăn thì không ăn thôi, biết là không biết làm thế nào ấy. Cháu cứ ngủ đi. Mấy hôm trước chú lấy về cái chan mỏng mỏng ấy thì vẫn đang ở nhà bác, không chưa lấy xuống à? Đây này thông báo nên chỉ trong ga lò lấy chỉ mỏng gà lộc pư nữa rồi chả? Chỉ mỏng gà lộc pư. Mỗi giờ xưa thế ở bưu đà mà tôi nó lại ba mà dù trong ngầm sau lời ở rồi chào thế này. Đây thì hôm trước cũng có cô bác gửi đến thì cũng có cái chăn mỏng ấy để đáp vào cái lớp băng đê. Bây giờ tuy cái mùa hè rất nóng nhưng mà lúc nửa đêm ra mình cũng phải có chăn để đắp lại, ví dụ tối nào là mưa ấy. Ở đây cũng đang tối rồi. Thế này cháu chỉ có một cái lá rau lợn thôi nhưng mà cũng không dám ăn nhiều, ăn tiết kiệm đấy. Không ăn nữa à? Không ăn. No rồi á? Vâng. Bây giờ cơm thì cũng nấu nhưng mà vẫn ăn để lại cho bữa sau, không dám ăn nhiều. Đấy. Cái túp lều cũng cháu đi làm gì á? Hả? Nhưng mà chị? Dạ, nhưng thắc cái chén lấy cả lần này, biết là chưa? À, đang chuẩn bị mưa, sợ mưa nó tràn vào bên trong nhà á? Vâng. Đấy ạ, đang có mưa phùn rồi nhá, mưa. Thế, cháu đi dưới dọ bên đằng sau ạ? Nếu mà thở ở ít phòng đi, đau lòng. Thế mà cái đằng sau này mình chắc mình vẫn còn dọn thôi, có cần người dọn lại là chỉ trẻ hơn đó trẻ. Rồi thôi đến đây tạm mỏng thôi nào là. Thế là cái chú này em, nó hôm trước thì cũng có em gái trích ra cái tiền của chú Tịch ở Vũng Tàu ấy, mua bạc về quay thế này chi mưa vào nó cũng chúng ta không hấp ở bên trong. Nhưng mà cái túp liều thế này nó không được lâu ạ, nó chỉ kéo dài 1-2 tháng đi thôi. Vì vừa nắng vừa mưa ấy vào thì bạt nó mộc ra ấy. Đi nhá, cô bác ạ. Vì đây là hôm nay, tối nay em cái cũng vào muốn ghi hình cái đoạn đấy để cho cháu trả nó tự làm. Vì cái cuộc sống hàng ngày cháu làm diễn ra như thế nào cho cô bác biết. Cái này thì mình, em cái mình giúp cháu trả thì bình thường thôi. Mình chị đi dặn cho cháu ấy. Sợ đâu lúc mà mưa vào này anh em thì không ở đây, em cái không ở đây thì cháu nó cũng tự làm. Như thế thì rất vui nhá.
cháu còn làm chỗ này chắc mình thôi giấy mình đắp lấy đất đắp vào bên này. Tú lại con ve đang cái keo này. Dạ, thế là một chút hay là đàn nhưng mà một thốt một to đấy nhớ. Cháu tới cháu cứ khơ ránh để chú ơi lấy cái đá để nẹt thôi. Là chỉ là thô to mà. Thì đây cũng là lấy cái đá để che đấy. Các khán lại một khác tí các chú. Để chú nhảy ra cái đá này đi. Xong thì khơi ránh này. Bây giờ cũng tuy tối rồi nhưng mà vẫn là em chả vẫn cố để làm ấy, vì đang mưa phùn, sợ mưa to vào thì cũng kiểu như nước mưa nó tràn vào ấy. Thế cháu ngồi đây đây này. À dọn đi cháu, cháy cháu chị ạ. À bao gạo còn để dưới này nhá. Ủa nhưng mà cái chỗ này cháu ngủ như thế này có đau lưng không? Ý là có cháu phướn thì bố mới chơi mô mô hả mô bữa ca là phướn rất là đau. Thế là không có chú ngủ thì vẫn ngủ tạm thôi nhé các bác ạ. Bây giờ em cái thấy đây chị kem 2-3 tấm ván rất là bé. Nhưng mà mình đang ngủ quên rồi thì thôi cũng không có chỗ nào để ngủ thì cũng chấp nhận thôi ạ cô bác nhé. Bây giờ cháu thì nằm ngủ cho chú xem là ngủ như thế nào. Cứ ngủ thế thôi. À thì gạo thì vẫn luôn luôn để bên này. Hả? Ý sự thu mà cho sẵn là đi mà áp bưu đi, ý sửa đây là. Ủa thế ví dụ tối nào mà kiểu như là không mưa chờ nó nóng thì cháu có phải quạt gì không? Như sử dụng tiêu muốn du chỉ du thì thở số so thế rồi muốn du chùa là chỉ mua để du chỉ rồi thích tưới nè. Đây nhá các bác ạ, bây giờ cái chú ngủ của cháu trả kê ra ba tấm ván đây này. Em cái cũng để xem như em Caramel ấy quay chi tiết đi. Cái chú này là mình không thể gọi bản dừa được vì không có chú ngủ thì cũng kê ván ngủ tạm như thế này thôi. Một cái chiếu này hay là cái trang mỏng này, cú rách đây. Cháu còn rất là sợ kiểu như một mình tối để cái bao gạo cái gần đây cứ ngủ như thế thôi. Ôi dồi ôi, thế tối mình ngủ bây giờ ví dụ lúc tầm nửa đêm thì một mình ngủ thế này có sợ gì không? Không sợ. Không sợ à? Vâng. Một cái nhà kiểu như nó sọ sẹo kiểu như cái chỗ này cái lá nó như thế này không sợ kệ trộn, không sợ kệ xấu vào để làm xấu mình à? Vâng. Chính chai cho lau chân này của lỗ phèn chai. Chai. Chai thế mà chú mới lạ bứ không? Cháu bảo là rất là sợ nhưng mà thôi mình không có ngừa nào để thương ấy. Kiểu như là đôi lúc tối nào bác cũng hay nói nhiều ấy. Thì không ngủ được, không chịu ngủ được. Trên nhà bác xuống rồi đi ngủ thì thế này thì vẫn chấp nhận ngủ thôi cô bác ạ. Thế em cái vì cái chú này rất là sợ sệt kiểu như chắc tối này đấy. Cháu chả ngủ thì cháu ngủ thì cháu vẫn đóng cửa như thế này thôi. Xong chắc là mình kéo cái bạt vào được không? Vừa thì mà tạm mà chú đẩy có thì có khí nữa. Đây nhá, cái chú này cháu chả ngủ xong chắc là kéo cái bạt về mình lấy cái dây thường ấy để buộc nối hai đầu về nhau. Dạ, hai đầu nối nhau vào đây. Nhưng mà tối này vẫn cháu vẫn ngủ đây chứ phải không? Monitor phí à? Monitor phí chứ. Có cái đèn pin nào không? Mua lúc tính chứ mà. Đúng không? Ôi, không có cái đèn pin nào. Thực sự là rất là tội nghiệp đáng thương nhé cô bác ạ. Vì tối nay em cái cũng vào tối để coi như là muốn ghi hình cái đoạn cuộc sống hàng ngày của cháu trả cho cô bác biết là trẻ mồ côi vùng cao nó khó khăn như thế nào. Cháu thì cũng đã mồ côi từ rất là nhỏ rồi. Hôm nay thì em cái cũng vào cũng muộn đấy. Thì em quay phim còn lát nữa còn đi lên Mỹ Vạn để coi như làm. Mà em cái còn đi về đấy. Từ cái đoạn đường đi này cũng có một đoạn đường đất cơ. Mưa vào thế này thì lúc anh em mình đi đến nhà em cái đi ví dụ đến nhà cũng phải mất 1 tiếng. Em quay phi đi lên đến Mỹ Vạc cũng phải mất 1 tiếng cơ. Vì bản của cháu trả đây là gần cái bên núi đá, một cái đoạn đường đất đi cũng rất là khó khăn. Tôi hôm nay chú nhá vào đây để coi như là thăm cháu thế nào để coi như chia sẻ cái cuộc sống hàng ngày cháu ấy, sinh hoạt như thế nào cho cô bác biết. Mình tối nào mà bác nói nhiều quá không chịu được thì cứ vào đây để ngủ ở đây nhá. Tối nào kiểu như bác không say rượu thì mình lên đấy là ngủ đấy cũng được. Thế cháu cũng đang buồn thế nào? Thế bây giờ có nhớ mẹ không? Hả? Nhớ bố không?
Nhớ. Nhớ. Ví dụ mà mình có bố mẹ thì bây giờ mình có thể sống nó kiểu như nó có chú ngủ đàng hoàng, có thể thoải mái hơn phải không? Dạ. Bây giờ không có bố mẹ thì cũng sống rất là cô đơn, kiểu rất là buồn, rất là không biết phải chia sẻ. Em cái không biết là nên tả như thế nào cô bác nhé. Tối nay chắc là em cái cũng chia sẻ cái cuộc sống hàng ngày của cháu Trà như thế này cho cô bác biết thôi. Còn em cái cũng sẽ về ạ, bây giờ cũng tối rồi. Đi còn phải bần đè đi, đường thì cũng rất là khó khăn. Thế chắc là em cái cũng xin phép dừng video tại đây nhé. Xin chào quý khán giả ở video tiếp theo ạ.